Hai vợ chồng á thì chỉ có đi ăn thôi, và đi ăn là lúc nào anh cũng rủ vợ ơi nhậu hay không, anh có hay rủ em nhậu, là có nghĩa là uống vài lon để cho nó mát vậy thôi. Dạ Hay nhờ, hai vợ chồng mà nhậu được cùng nhau là rất hay anh ạ. nên là Vì là được trò chuyện rồi chia sẻ cái sở thích chung. em với chồng em mới nhậu với Không, em không biết uống gì hết. Nhưng mà đến lúc mà chồng em nhận nhiệm vụ là phải ra Bắc, trong cái mối quan hệ của hai đứa thì có những cái khó khăn gì không? Vậy đó là chính là khoảng cách địa lý á. Tại vì em là mới học sinh cấp 3 thôi, cũng không có thể nào có điều kiện để ra ngoài Bắc. Rồi còn ảnh thì đi học ở xa, một năm về được có 2 lần Tết và hè, nên là tụi em cũng ít gặp nhau, với lại trong đó cũng không được xài điện thoại, nên ảnh cũng ít liên lạc về với em. Thì nói chung là do khoảng cách hết, nhưng mà rồi cũng thời gian cũng qua đi nên là em vẫn bình thường. Trời ơi, em nể quá à. Sao mà duy trì được anh ha. Ủa em có đưa chồng em ra sân Có bay không? có Còn cái giây phút đó quyến có luyến cảm bị động gì. không, có quyến luyến không? Dạ có. Nói chung là em đưa ảnh ra sân bay được 10 lần á. Lần nào em cũng đi, tụi em đi xe máy ra, xong rồi em đi xe máy một mình về. Nói chung lúc mà mình đi á thì mình cũng có cảm giác có luyến luyến, nhưng mà lúc về một mình á mình cũng hơi buồn hơi tủi. Có một đợt là em đưa ảnh ra sân bay vào lúc 2-3 giờ sáng, tại vì ảnh đăng ký mấy cái giờ đó thì nó vé nó sẽ rẻ hơn so với những lúc mấy. Ảnh đăng ký mấy giờ đó thì em cũng cố gắng đưa ảnh đi, nhưng mà có cái đoạn đó là vừa đi trên đường Phạm Văn Đồng á, tự nhiên cái xe nó sẽ bánh, mà ảnh thì gần tới giờ bay rồi, em mới nói Hoàng xuống bắt hình taxi anh đi tới sân bay trước đi, còn xe để em lo cho. Thì ảnh lúc đó anh đi anh cũng buồn buồn. Với cảm giác của Quân như nào? Chắc thì lúc đó mình rất là tội cho vợ. Mình đi bỏ vợ mà lúc đó 2-3 giờ sáng mình đâu có đường nó vắng tanh. Đúng rồi. Và muốn giúp đẩy xe thì nó lại muộn giờ bay. Với lại lúc đó gia đình em hoàn cảnh đang khó khăn, nhưng mà đổi giờ bay, một là nó sai cái giờ ra trường của đơn vị em quy định rồi, hai nữa là đổi giờ bay thì lại tốn tiền, nên cuối cùng thì cũng đành nén lòng lại đi thôi. Rồi có thể chia sẻ một chút về cái thời điểm mà hai người kết hôn với nhau không? Dạ lúc kết hôn thì em cũng sợ là ba mẹ không đồng ý. Một phần là lấy bộ đội thì ba mẹ sợ con gái sẽ khổ, Đúng rồi. là ba mẹ không cho. Ráng đi, Thuyết ba phục. mẹ còn thuyết phục để ba mẹ đồng ý. Thì thôi ba mẹ thấy hai đứa cũng quen lâu quá rồi, thôi nó thương thì thôi gả đi. Cái phần này là phần mà các đôi thích nhất trong chương trình Vợ Chồng Son. Không biết là hai hai em có đã có xem chương trình này mà có biết cái phần này không? Dạ, Phần này cũng gọi là biết phần nếu nói mà xấu. Nói Đó. xấu nửa kia. Ai nói trước đây ta? Thôi em nhường cho trụ cột gia đình. Đó. Cái thói quen tập thể dục á, em nó hay kêu vợ tập thể dục đi, ráng tập tập thể dục, một là sức khỏe, hai là cải thiện vóc dáng rồi mình tự tin hơn, sức khỏe mình sẽ tốt hơn thì em kêu. Nhưng mà vợ cứ để em đăng ký tập yoga thì được tuần xong lại nghỉ. Nhưng mà có tập đi, không em? Đi bộ thì cũng đi được ngày 2 ngày sau cũng bỏ. Đó. Em có hay tạo bất ngờ cho vợ không? Em cơ bản là em mua tặng quà những cái em tự làm, như em làm mấy cái que tăm, em làm thành cái mô hình trái tim hay là cái ngôi nhà thì đó, hoặc là em làm cái sổ tay hoặc là một cái túi xách. Đến lượt em, đến lượt em phát biểu. Thì nói chung là anh có 2 điểm mà em không thích. Hai điểm. Có lẽ là khi mà kết hôn rồi, khi mà có được nhau rồi, hình như anh hơi vô tâm một xíu. Vô tâm. Có thể là anh đi làm cả tuần mệt về, nên là cái cuối tuần á thì anh chỉ muốn xả thôi, anh chỉ xem hoạt hình, chơi game gì đó, anh không quan tâm đến người xung quanh. Còn em thì lại quan điểm khác, là anh có thể làm việc bận rộn cỡ nào nhưng mà khi về nhà thì phải dành thời gian cho vợ cho con. Em cũng không bắt anh làm gì hết á, nhưng mà chỉ là đơn giản thôi, anh phải đặt cái tâm vợ, người vợ, chứ không phải là ở cái điện thoại. Đúng vậy. Bây giờ hai vợ chồng cùng tập thể dục. Đúng vậy. Đó. Cái thứ hai là em cảm giác như hình như ảnh hơi có tính con nít, không có suy nghĩ là ví dụ như là hôm nay còn bao nhiêu tiền gì đó, chỉ cần là em đi chơi em lo là anh sẽ đi với em, không cần phải suy nghĩ cái vấn đề kinh tế gia đình gì hết. Không có lo xa. Không có lo xa, chỉ nghĩ vô tư vậy thôi. Vô Đi tư, là đi xách hồn nhiên như một em bé. xách túi. Nếu như mà gặp cô vợ xả láng là coi như Hết luôn. là sáng không còn gì luôn. Rồi nói luôn đi, mong muốn thay đổi điều gì? Anh muốn hả? Thì nói chung là em mong muốn ảnh là có thể công việc ảnh bận rộn, ảnh ăn có tuần trực á, ảnh muốn làm gì ảnh làm, nhưng mà khi về nhà thì đặt tâm ở vợ con. Tại vì khi xa nhau á, thì người phụ nữ cũng khổ thật, nhưng mà đến lúc về thì em chỉ mong là tâm mới đặt ở người phụ nữ. Nhiều khi họ thích chơi game là để họ giải tỏa cái stress trong tuần thôi, nhưng không phải vì thế mà họ không yêu mình. Mình phải rõ ràng nha, cái gì nó phải đúng. Anh không biết là các bạn có điều gì muốn dành cho nhau hay không, có thể là một lời nói, một cử chỉ hay một hành động gì đó. Đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên nào. đứng lên
lên trước mặt mọi người, mình có thể ôm nhau một cái thôi cũng được, nhưng mà để thể hiện cái sự trân trọng dành cho nhau. Em thì cũng sẽ cố gắng, mình sẽ thay đổi, sẽ cố gắng mình hoàn thiện những cái thiếu sót của bản thân mình. Cảm ơn cái ôm. Thì bên cạnh đó cũng là cái gì mà em cũng nghĩ là mình đang gặp như thế này mà anh vẫn quan tâm, vẫn gia đình anh vẫn quan tâm, yêu thương. Em chia sẻ thêm một chút là anh lại chính là tình đầu của em, anh lại chính là tình đầu của em. Wow. Lần đầu tiên mà quen được một người như vậy mà lại cầu hôn mình trong đúng cái thời điểm mình đang gặp về tình trạng như thế. Nó làm em cảm thấy là à đây chính là chỗ dựa. Mình. Em may mắn lắm đấy, bởi vì thường là không ai gặp được cái tình đầu mà thành tình cuối luôn đâu em ạ. Dạ. Chúc mừng em. Rồi thì bao lâu thì các em mới cưới nhau? Tính từ lúc mà em quay trở lại với đơn vị á? 5 tháng. Em 5 về tháng. Điều trị 1 tháng, sau đó em quay lại đơn vị. Thì 5 tháng sau thì bọn em kết hôn. Ồ, là hai bạn đã có em bé chưa? Dạ, em có rồi ạ. Ồ, đã có em bé rồi. Là mấy bé? Dạ, em có một bé gái. Bé được 15 tháng rồi ạ. 15 tháng rồi. Ôi, vậy dạ. Mới đây. Vậy thì cái lúc mà em mang bầu á, thì chắc có lẽ là em cũng phải công tác ở đơn vị dạ vâng. Ở Bình Dương. Đúng dạ vâng. Không? Thì em chắc là ở nhà là với mẹ chồng không đúng không? Dạ đúng ạ, em ở nhà với gia đình chồng ạ. Thế giai đoạn bầu bí thì có gì khó khăn không? Giai đoạn bầu thì bọn em vừa cưới xong thì đúng ngay dịch Covid bùng phát ạ. Ồ. Thì em có bầu luôn thì anh lại phải ở đơn vị, lúc đấy là giãn cách chị ở liền một mạch là gần 5 tháng trong cái khoảng thời gian em bầu. Ôi, lại xa nhau tiếp. Đúng rồi. Dạ. Mà em biết không, cái giai đoạn mà bầu bí á thì rất cần. Đúng rồi. Rất cần có người sự chăm sóc bên cạnh. Vâng. Vậy những lúc như vậy thì có tủi thân không? Em có cảm thấy là mình bị một mình với con mình hay không? Và có bị stress không? Em không có cảm giác một mình, tại vì là em được sự hỗ trợ tức là rất tối đa của gia đình chồng ạ. Bố mẹ rồi em rất là quan tâm, chăm sóc. Chăm sóc em rất là chu đáo ạ. Chỉ là đôi khi mình đi khám thai ạ thì thấy các cặp đôi cứ có chồng đi cùng ạ thì mình cũng thấy hơi tủi thân. Hơi tủi thân đúng không? Đúng rồi. Em hiểu về cái tâm trạng của vợ mình lúc mà mang bầu không? Dạ có ạ. Thì người phụ nữ mà khi mang thai thì lúc nào cũng có suy nghĩ rồi lo lắng. Nhiều cái lo lắng rồi. Không có người chồng bên cạnh thì cũng khó khăn. Thời gian đó thì cũng vất vả, không về được nhà. Mình thương vợ nhiều hơn đúng không? Dạ vâng. Vừa mới sinh em bé ra thì nói chung là cái nỗi lo của mình là mình không biết làm gì. Đấy, nếu mà làm việc nhà thì mình làm được. Còn những cái việc mà ví dụ như là tắm cho em bé thì chắc chắn là không rồi. Tại vì không có biết làm rồi thì nhờ mẹ rồi vợ thôi. Em biết làm những công việc gì cho con em? Em giặt quần áo rồi. Em giặt quần áo rồi. Giặt quần áo. Rồi những lúc được về á, được về nhà đó. Dạ. Tối có thức đêm, thức hôm để chăm con cho vợ ngủ không? À, nói chung thì có nhưng mà ít. Tại vì đi làm cả ngày về mệt, về nhà ngủ lăn ra chứ không có phụ vợ được nhiều. Ồ, đến phần này là em nghĩ là sẽ có nhiều cái để nói đây. Đây. Cái phần kể lể đây. Kể đó. Khổ đi em. Cái phần mà mình phải lôi hết tật xấu của vợ của chồng mình ra ánh sáng đó. Để cho là chúng ta cùng phải biết là cái vết thương lòng của mình ở đâu không? Để đó. Người kia còn chữa lành cho mình đúng không? Ừ. Đó, thì bây giờ trước tiên là bắt đầu với Hà đi. Thì Hà có những cái điều gì mà chưa hài lòng với vợ mình thì ngày hôm nay Hà có thể nói ra một lần là kể hết để cho Sân hiểu hơn và các anh chị ở đây cũng hiểu hơn về em. Tật xấu của vợ em thì chung vợ em thì hiền nhưng mà hiền. Hay nói nhiều. Nhưng mà lại nhưng hiền nhưng mà hay nhưng nói nhiều. Nói nhiều nhưng mà lúc mà em về mới nói nhiều. Càm ràm. Đúng rồi, nó vui là càm ràm đấy. Càm ràm suốt ngày đấy. Mà thường là càm ràm vấn đề gì? Ví dụ như là em ngủ dậy mà không gấp chăn màn là lại càm ràm. Rồi. Bế con một tí không ấy đưa cho mẹ lại càm ràm. Cách để biến một cô gái ít nói thành nói nhiều là hãy cưới cô ấy về làm vợ. Quá hay. Sâu vần quá hay. Còn tật xấu nào nữa không nào, kể nốt đi xem nào. Vợ em có tật xấu đặc sắc là tối ngủ nó cắn em. Tối ngủ nó cắn em. Dạ, tối nào cũng cắn. Ôi nhưng mà cắn yêu hay là cắn như thế nào? Dạ không, lúc nào em chọc tức vợ em thì em vợ em mới cắn. Ôi, em giống chị thế. Bắn tim. Nhưng mà mỗi lần cắn như vậy á, đau điếng không? Dạ đau điếng luôn ạ. Có để lại bao nhiêu cái đồng hồ không? Dạ, nó có nhiều lắm ạ. Để lại cả một tiệm đồng hồ luôn. Một tiệm đồng hồ luôn. Dạ vâng. Rồi nhiều khi mới đau quá có cắn lại không? Dạ nhiều lúc muốn cắn lại mà cắn không được.
Trời, nghe tội nghiệp nhỉ anh ạ. Cô ấy có thùy mị rồi, có nữ tính không? Là... Vợ em thì ăn mặc rất là đơn giản. Không có son phấn gì này nọ. Không son phấn. Eo ấy bạn này quá may mắn đấy. Nói chung thì đồ của em thì vợ em cũng mặc được. Mặc luôn đồ của chồng. Tiện quá. Có nghĩa là người rất là mạnh mẽ. Dạ vâng. Các quê quán của mình nha. À dạ vâng ạ. Em họ tên đầy đủ là Đào Thị Thu Hương ạ. Em sinh ngày 25 tháng 12 1994. Như vậy là hôm năm nay em 29 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm bác sĩ điều trị ở bên Bệnh viện Nhi Đồng 2 ạ. Em đến từ Đắk Lắk ạ. Bác sĩ điều trị là mình có cái chuyên khoa gì không ạ? À dạ có, em là bác sĩ bên tâm thần ạ. À, tâm thần trẻ em ạ. Là mình làm bên cái khoa tâm lý hay sao vậy? Dạ đúng rồi ạ. Bệnh viện Nhi Đồng, Nhi Đồng 2 ạ. Nhi Đồng 2 là dạ. Ngay Lý Chính Thắng phải không ta? Lý Tự Trọng ạ. À, rồi rồi, xin lỗi lộn. Dạ, đúng dạ. Rồi, Lý Tự Trọng. Dạ. Dạ, không sao ạ. Dạ, rồi. À, mình tên là Thu đúng không ạ? Rồi, cái quê của mình em là... Em tên là Thu Hương, Hương ạ. Thu Hương ạ. Dạ. Mình công tác ở đây được bao lâu rồi à, Hương? À, ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 là hơn 1 năm. Nhưng mà em đã lên thành phố Sài Gòn là được hơn 10 năm rồi ạ. Em lớn lên ở Đắk Lắk ạ. Dạ. Rồi, vậy là dự định mình có về Đắk Lắk không? Hay là mình làm việc ở đây không? Dạ, dự định là em sẽ làm việc ở đây ạ, ở Sài Gòn ạ. Rồi, bây giờ mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. À, dạ vâng ạ. À, về trước hết là em xin nói về cái khuyết điểm của em trước đi ạ. À, thì khuyết điểm của em đó là em hơi nóng tính, hơi bướng. Và em thì thường hay là thẳng thắn quá mức. Nên thành ra là đôi lúc xong trong một số trường hợp thì dường như là em hơi thiếu cái sự tinh tế. À, em cũng có một đặc điểm, một khuyết điểm khác đó là hơi chịu chuộng bản thân mình. Nên thành ra là đôi khi em thấy là bản thân mình hơi bị thiếu tính kỷ luật. À, còn về ưu điểm của em thì em khá là tự tin về cái ngoại hình cũng như là công việc cũng như là trình độ học vấn của mình. Em thì cũng cũng có biết suy nghĩ, cũng có biết điều một chút xíu. Bên cạnh đó thì em là một người mà em cảm thấy là mình dám chấp nhận, dám thử thách những cái điều mới mẻ. Thì đó là những cái ưu điểm và khuyết điểm của em. Còn về cái đường tình duyên của em thì em đã nói chung, nhìn chung thì em trải qua một mối tình rồi ạ. Nhưng mà quen nhau được khoảng tầm 2 năm nhưng mà cảm thấy không có phù hợp nên là đã chia tay rồi ạ. Dạ, chương trình nghe rõ không ạ? Rồi, nghe rõ nha. Bên đó có cần chuyên viên tham vấn không? Ở bên bệnh viện mình á. Alo, có nghe rõ không ạ? Chị Trúc, chị đang nhờ em để em xin việc luôn, chị đi làm tham vấn giống em đó. Không, ở đây bác sĩ tâm thần, ở bên đó nó có chuyên viên chương tham vấn. Chương trình nghe rõ không ạ? Em không thấy tín hiệu gì từ chương trình hết ạ. Ủa, không nghe được kìa. Chị... Thì anh ơi, thì anh nói thử coi. Nghe không Hương, em nghe không? Em nghe rõ bên chị nói không? Rồi, không nghe. Ủa, được chị rồi. Nghe tôi nói không? Tôi nghe bà nói. Bà nghe tôi nói không? Tôi nghe bà nói nè, Hương có nghe bà chị nói dạ. Không? Alo. Em trả lời xong rồi đấy ạ. Alo. Em nghe bọn chị nói không? Rồi nhắn cho bạn với em có em ơi. Dạ. Bạn ấy đang nhắn cho mình. Dạ em đang nhắn cho chị. Dạ dạ, bây giờ em đã nghe lại thấy tiếng rồi đấy ạ. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao hồi nãy không nghe, tự nhiên tới cái đoạn mình xin việc cái không nghe vậy trời. Hương nghe rõ chưa Hương? Dạ, bây giờ em nghe rõ rồi ạ. Mọi người chưa nghe được từ nãy nào ạ? Tới cái khúc mà chị hỏi em bên đó có tuyển chuyên viên tham vấn vô làm không? À dạ. Cái lúc đó là em không có nghe được gì ạ. À, bên em hiện tại là vẫn có chuyên viên tâm lý ạ. Ừ, chuyên viên tâm lý là được mấy người bên đó em? À, chuyên viên tâm lý hiện tại là có 5 người ạ. 5 người nữa hả? Người nào nghỉ dạ. Hay gì đó em nhắn chị nha. Chị nộp hồ sơ vô nhờ em nói giùm tiếng. Dạ, chị tên gì á chị? Chị là chị Trúc. À? À, chị là Trúc, chị à. Trúc yên tâm đi. Sau cái cuộc nói chuyện này chị sẽ kết nối với em. Nhưng mà dĩ nhiên là cái này nó cũng không liên quan tới chuyện kiếm người yêu đâu nha. Dạ. Em nha. Dạ. Dạ. Cái đó là chuyện riêng của chị em mình. Bởi nãy đang nói dạ. Khúc đó tự nhiên cái là tín hiệu nó mất à. Ừ. À dạ. Vậy không biết là chị nghe tới cái khúc nào rồi ạ? Rồi chị đã nghe đầy đủ. Có nghĩa là dạ, do vâng, em à. Em không nghe bọn chị thôi. Chứ bọn chị la ó dạ. Bên này. Bọn chị nghe nhau thôi à. Bây giờ chị hỏi tiếp cái đoạn là dạ. Được bao nhiêu mối tình rồi tại sao chia tay? À dạ, em mới chỉ có trải qua đơn phương thì cũng khá là nhiều nhưng mà
chính thức thì chỉ có một mối quan hệ thôi ạ. Thì mối quan hệ đó thì chia tay là vì lý do là em cảm nhận thấy rằng là anh ấy không có dành nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ với em, và cảm thấy gặp khó khăn trong cái vấn đề mà tin tưởng lẫn nhau, nên thành ra là chia tay ạ. Ừ, mà sao nghe cái câu mà đơn phương nhiều nha em, đơn phương mấy anh đó là ai vậy? Ý là những anh đó có những cái điểm gì mà em đơn phương vậy? À dạ thì em cũng không có, ý là cảm thấy ai hợp mắt và hợp cảm thấy là mình thích, tức là em cũng dựa theo cảm xúc của mình cũng khá là nhiều, thì thật ra là sẽ không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào hết. Em chỉ có cảm giác là mình cảm thấy mình thích anh này nè, đó thì cũng cũng có trò chuyện, cũng có trao đổi và cũng có sự thể hiện rằng là em thích anh ấy, nhưng mà có thể là một vài lý do nào đấy em cũng không có tiện nói rõ, nên thành ra là anh ấy không có chấp nhận anh ấy không chấp nhận là tiếp tục là bắt đầu một mối quan hệ ạ. Rồi nhưng mà có nghĩa là vậy là em thích người ta là em sẽ không có nói ra đâu đúng không? Em rất là thẳng thắn, em rất là thẳng thắn, nên là nếu như em thích ai thì em sẽ nói chung em thể hiện cũng khá là rõ ràng, cho nên thành ra em cảm thấy là cái đôi khi cái điều đó nó thường con gái mà thường con trai thường thích những người phụ nữ mà ý là có cái gì đó nó hơi bí ẩn cái kiểu vậy ạ. Nhưng mà em thì em lại mong muốn rằng khi mà mình xác định một mối quan hệ mình cũng mong muốn có cái sự rõ ràng, được thì mình đi tiếp và không được thì thôi. Đó cho nên thường những cái đối với những người mà em thích đó thì em sẽ là người chủ động trước, em sẽ là người cái chủ động, nên là em sẽ bày tỏ quan điểm của em, cảm xúc của em như thế nào đó, và chấp nhận thì ok mình đi tiếp, còn không thì làm bạn. Và thật ra bây giờ em vẫn có những cái nói chung là crush cũ của em thì cũng vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ. Trời ơi, vậy chắc có cả chục người bạn luôn rồi quá. Crush. Dạ không, nói chung thì cũng nói là nhiều, nhưng mà thật ra cũng đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 người thôi ạ. Chỉ 2 hay 3 người gì đó thôi ạ. Dạ. Bởi vì em nói xong cái chị nhớ là chị nếu mà tính như vậy chắc chị phải 20-30 người đó em. Dạ vâng ạ. Dạ, còn em mới chỉ được khoảng tầm 2-3 người thôi ạ. Dạ. Tại vì cái điều kiện của em đang rất là tốt luôn, nghĩa là một bác sĩ ổn định rồi đúng không? Rồi cũng xinh xắn dễ thương. Răng em đang nè. Dạ, em cảm ơn. Bao lâu? Dạ, phải ảnh hưởng gì không chị? Không, em ảnh hưởng đối với chị. Em ảnh hưởng đối với cái bạn trai kia thôi, chị đâu có hôn em đâu mà sợ. 1.5 năm ạ. Nhưng mà bác sĩ nha khoa bảo là việc hôn nhau thì không ảnh hưởng tới cái việc niềm răng, không ảnh hưởng tới gì tới việc hôn nhau đâu ạ. Để chị nói lại với anh đó. Chứ chị thì cũng hơi ngại đó. Không sao, đó là chị với bạn đó. Nhưng mà đã niềng được bao nhiêu lâu rồi, còn 1.5 năm nữa hả? Dạ đúng rồi ạ, em niềng được hơn 2 năm rồi ạ. Và bác sĩ nha khoa của em hứa hẹn rằng là sẽ khoảng tầm 1.5 năm nữa thôi ạ. Ok, vậy là thôi, sao răng xong là lấy chồng được rồi đó. Rồi bây giờ bây giờ vẫn chưa có mối nào. Em gặp chị là em tới số rồi. Bây giờ em em chia sẻ về cái hình mẫu mà em mong muốn cho chị, cái ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó luôn nha. Như khi là em nói thì thật ra em cũng sẽ không có cố định cho mấy khuôn mẫu nào đâu, nhưng mà đại loại là cũng nói chung là cũng chiều cao cũng tương xứng với em cao khoảng 1m6 thì em đó khoảng tầm trên 1m6 là được. Nói chung thân hình cân đối, hơi dư mỡ một chút xíu cũng được không sao. Em chờ em chút nha chị. Rồi ok em. Em cảm ơn ạ. Sáng nay là khách đồ đông không em? Ý là bệnh nhân cũng mà tạm tạm chị ạ. Nói chung mà chung là em cũng mà thu xếp được. Cái bản đăng ký của em là do đồng nghiệp của em đăng ký cho em đấy ạ. Thế thì em có cái gì mong muốn là tìm không sao không đăng ký? Nói chung thì cũng muốn có bồ có chồng lắm rồi, nhưng mà cũng cứ ngại ngần cái gì đấy, nên là thành ra là đồng nghiệp thúc đẩy cho em luôn ạ, đồng nghiệp đăng ký cho em luôn. Quay trở lại cái câu mà chị nói thì nói chung là chiều cao thì nói chung trên 1m6, em cao 1m6 rồi, nói chung thân hình thì cũng cân đối vừa phải, nói chung ngoại hình thì cũng ưa nhìn, có cái trình độ tương đương với em cũng được, không nhất thiết là phải là bác sĩ nha chị. Nói chung là trình độ tương đương, nói chung là văn phòng hay là làm cái gì đó dân văn phòng, hoặc là em cũng nói chung
bác sĩ mà được không? Được chị. Thế bác sĩ cũng được mà không? Ừ. Dạ bác sĩ cũng được mà không phải bác sĩ cũng được ạ. À. Ừ. Rồi dạ. Nói chung là rồi, tí tí thức đúng không? Ừ. Dạ dạ. Rồi tuổi thì em năm nay là 29 tuổi thì em thường hồi trước em hay kỳ vọng là bạn trai của em trên em tuổi chút, tại vì em cũng thấy tính em cũng hơi trẻ con ấy, cho nên là anh ấy có thể lớn tuổi hơn em một chút xíu. 3-4 tuổi, 5 tuổi cũng thành vấn đề ạ. Rồi, ok. Yeah. Gì nữa không nè? Điểm em không thích ở người đàn ông là cái gì? Quá bóng bẩy. Cái kiểu là nó trau chuốt ngoại hình quá ấy chị. Không trau chuốt sao đẹp. Dạ nhưng mà cái cảm giác, nếu như cảm giác lần đầu tiên mà gặp gỡ mà em cảm thấy bóng bẩy quá, em dường như là sẽ không có thích. Đó là ấn tượng ban đầu thôi, nhưng mà sau này về cái tính cách hoặc là nói chuyện thì nó có thể khác. Nhưng mà gặp cái ông là thôi là sau này mệt luôn á. Dạ, nhưng mà nói chung là em nghĩ là nếu như mà ai mà nếu như cũng trình độ học vấn tương đương, cũng tri thức thì chắc cũng không có quá lôi thôi đâu. Người ta cũng để ý tới cái ngoại hình của người ta thì chắc cũng không tới mức quá lôi thôi khi mà lần đầu tiên gặp đâu ạ. Rồi nếu như mà cùng quê thì tốt, ở Đắk Lắk, còn nếu như không thì làm việc ở Sài Gòn thì cũng được ạ. Rồi ok em. Dạ. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Không là cái phần cast là xong rồi đó. Nhớ nha, nhớ check inbox nha. Chị sẽ nhắn tin riêng cho em đó, chị tên Trúc nha. Dạ vâng ạ. À. Dạ Zalo nha chị. Ok em. Rồi vậy dạ, phần cast xong rồi đó. Nếu mà ghi hình thì bên chị sẽ liên hệ lại rồi mình sẽ trao đổi thêm nha. Dạ dạ vâng ạ. Rồi em cảm ơn chị ạ. Rồi cảm ơn em. Rồi chào em. Dạ dạ chào chị. Dạ chào chị ạ.